Zoom. Cẩn thận đấy con. Dám mà ba con mình là siêu nhân thì tuyệt bay nhỉ. Chúng ta có thể bay và nhảy không sợ bị ngã. Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp và sẽ không bao giờ có thể bị ngã nữa. Nhanh như tia chớp ư? Không thể nào. Ồ, tôi sẽ cho anh thấy nhá. Tôi biến mất rồi. Tôi đây. Tôi ở đây. Là thật kìa. Cháu muốn có kẹo siêu năng lực đấy ạ. Cô có thể cho cháu kẹo, nhưng phải trả rất nhiều tiền đấy nhá. Tôi có tiền. Ngần này đủ chưa? Không đủ. Thế cô lấy thêm đồ chơi của cháu đi à? Thế này là đủ rồi chứ? Dĩ nhiên rồi. Đây, tặng anh 3 viên kẹo nhá. Cảm ơn. Wow. Ba ơi, vậy là chúng ta có siêu năng lực đúng không ạ? Đúng vậy, chúng ta có thể bay nhanh hết cả chuồn chuồn luôn. Chúng ta đi nào. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chú bố, sao hai bố con anh lại đuổi theo chuồn chuồn vậy? Chúng tôi vừa ăn kẹo siêu năng lực, cho nên chúng tôi muốn thử xem mình có thể bắt được chuồn chuồn không. Không có thứ gì trên đời này là kẹo siêu năng lực đâu chú. Nhưng cái cô chạy cực nhanh kia đã tặng kẹo cho chúng tôi mà. Đúng thế, cô ấy chạy nhanh như chớp luôn ạ. Vèo một cái cô ấy ở đây, rồi vèo một cái cô ấy lại ở đằng kia. Cháu cho cô xem viên kẹo được không? Nhưng đây chỉ là kẹo bình thường thôi mà. Hả? Cái gì cơ? Nếu như kẹo này là giả, vậy là tôi bị lừa mất rất nhiều tiền. Anh mua những viên kẹo này ở đâu? Ở đằng kia kìa. Châu bố, anh nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước. Chúng tôi sẽ tới đó điều tra xem. Chúng ta hãy thử giả trang làm người bình thường, xem cô ta dở cho gì. Xem tới này, trông tôi rất đẹp trai đúng không? Đau quá. Có chuyện gì vậy? Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp và sẽ không bao giờ có thể bị ngã nữa. Nó làm được vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp. Tôi đây. Tôi đã đến đây rồi. Ở đây nữa. Mình có hoa mắt không nhỉ? Nhưng trên đời này làm gì có siêu năng lực. Cháu sai rồi nhá. Hãy để cô biểu diễn lại cho cháu xem. Cô ta hẳn đang lừa chúng ta. Hãy đến nơi cô ta xuất hiện đi. Đây. Ở đây. Giờ các bạn đã tin tôi chưa? Cảnh sát ư? Cô lại nói dối rồi Linh Dương. Cô không hề chạy nhanh như chớp. Tất cả chỉ là các chị em trông giống nhau của cô trốn rồi xuất hiện để lừa mọi người mà thôi. Các người đã phát hiện ra rồi sao? Các người thực sự nghĩ bọn ta chỉ có 3 người thôi sao? Các Hẹn gặp lại nhớ. Bye bye. Đứng lại đây. Dừng lại. Ba, hai, một. Các cô đã bị bắt rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải luôn cảnh giác với những vật được cho là có phép màu hoặc siêu năng lực. Những người cố bán cho bạn những món đồ như vậy đều đang cố gắng lừa bạn để kiếm được tiền. Hãy tỉnh táo để không tin những điều như vậy. Và ghi nhớ điều đó nhá. Quái vật Halloween. Thằng con nhìn kia. Đáng sợ quá. Lừa được các cậu rồi nha. Mình sẽ đến trêu trâu nhỏ. Đến và thưởng thức bữa tiệc Halloween thôi nào. Yeah, bữa tiệc đi nào. Có tiếng gì vậy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma. Dobby, chúng ta đi nào. Gia đình nhà cháu chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Chị đừng đứng đó đi ạ. Dobby, đi nào. Đây là nhà cháu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Ôi, gì ghê vậy? Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Papillon nghe. Papillon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Papillon luôn tìm ra cách. Labrador. Giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Cố lên. Bắt được rồi. Lúc này đây ta sẽ nhỏ. Cá của tôi, tại sao nó lại ở trong đó được? Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi à. Ôi trời ơi! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Robot Dino đáng sợ. Wow! Chúng nó thật là ngầu. Bạn nhỏ này có thích không nào? Cháu có ạ. Tặng cháu con khủng long này nhá. Miễn phí sao? Đúng vậy, hoàn toàn miễn phí. Wow, cháu cảm ơn cô nhiều. Cháu ạ. Chào cháu. Ngủ ngon nhé con yêu. Ngủ ngon. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Sao? T-Rex? Cậu đi đâu thế? Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang ngủ thì biết đánh thức bởi tiếng hét của con trai. Và giờ con trai chúng tôi mất tích rồi. Xin hãy giúp chúng tôi với. Đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể giải được. Mong tôi vậy đau quá. Con tí nó chảy trông thật là đáng sợ. Chúng tôi nhận được nó miễn phí từ một cô người lạ ở trên phố. Con T-Rex này trông thật khả nghi. Papillon, hãy kiểm tra nó ngay. Đã rõ. Đây là kết quả. Có một con chip điều khiển bên trong con khủng long T-Rex này. Có vẻ như có người đã dụ trâu con ra khỏi nhà bằng cách điều khiển con T-Rex này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi đã định vị được mục tiêu. Chúng ta mau đi tìm trâu con về nào. Cháu muốn về nhà cơ. Không thể chịu được nữa rồi. Là giọng của trâu con. Nhanh lên. Này, dừng lại. Sao họ lại tìm ra được mình ở đây nhở? Phải làm sao bây giờ? Có cách rồi. Không. Đến đây. Hãy thử món này đi. Cháu quăng mất à? Các người thấy đồ chơi của tôi tuyệt vời không? Hả? Dobby, Babylon. Tôi đến đây. Ôi không! Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Đi đến tận cùng của trái đất. Tạm biệt nhá. Ôi không, cô ta lại trốn mất rồi. Đừng lo, tôi đã hack được hệ thống điều khiển của chiếc xe đó rồi. Hả? Để tôi cho cô ta một bất ngờ lớn. Các người sẽ không bao giờ tóm được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Giờ rẽ vào đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Mình lại thất bại rồi. Linh Dương, cô đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không nên nhận bất kỳ vật gì từ người lạ. Có thể có đồ vật nguy hiểm ở bên trong chúng. Vì vậy, các bạn phải luôn cảnh giác nhé. Các bạn có nhớ được không nào? Quảng cáo giả. Nước ngọt Linh Dương. Bạn sẽ không thể ngừng uống nó. Uống càng nhiều, sức khỏe càng tốt. Nhìn nó ngon thật đấy. Chúng ta mua thử đi. Được. Một, hai, ba. Hả? Nguy hiểm thế à? Thật là may quá. Các cháu bị sao vậy? Chúng cháu vừa uống thứ nước này, bọn cháu không dừng lại được, và rồi bọn cháu trở nên như thế này ạ. Chúng tôi đã ngồi đây. Có chuyện gì xảy ra rồi? Chúng ta phải mau điều tra xem. Để tôi mua trước. Để tôi. Tôi sẽ đi mua một chai. Tránh ra đi. Xin phép ạ. Bị tuột mất một chiếc giày. Cảnh sát đây, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Papillon, xét nghiệm đồ uống. Được. Mùi này thơm thật đấy. Để tôi thử một ngụm. Dừng lại, nước uống này có vấn đề. Nhìn này, nó chứa toàn hóa chất độc hại. Nó sẽ làm bạn bị rụng tóc. Còn cả bị đầy hơi nữa. Ôi không, tôi cũng có bị hói đâu. Mọi người hãy mau dừng lại. Ai đã làm ra thứ đồ uống này thật là kinh khủng. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Bằng nguyên liệu bí mật này của ta, mọi người sẽ không thể ngừng uống nó được. Miễn là ta kiếm thật nhiều tiền, mặc kệ các ngươi bị hói hay là bị đầy hơi. Cảnh sát đến, mình phải trốn đi ngay mới được. Nó ghi nhà máy sản xuất là ở đây. Ở nơi hoang vắng như thế này sao? Chúng ta vào trong xem. Không có ai đây cả. Tìm kiếm xung quanh đi. Dạ. Tuân lệnh. Lạ thật đấy. Mọi người trốn đâu rồi? Hả? Cái này là cái gì mà trông lạ thế? Đau quá. Lại là ngươi, Linh Dương. Đứng lại ngay. Mấy người tự chơi tiếp đi nhá. Ta phải đi đây. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Người không chạy được đâu. Cô phải đi cùng với chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số quảng cáo sai sự thật sẽ lừa bạn mua các sản phẩm của họ. Đừng tin tất cả những gì họ nói. Và hãy luôn cẩn thận không để bị lừa nhé. Hãy ghi nhớ những điều này. Không được chơi với kiến. Mình đói quá. Sao cái bánh vòng này nó lại di chuyển được nhở? Này! Sao tất cả mọi thứ đều di chuyển vậy? Dậy đi em trai! Dậy mau! Dậy mau! Em vẫn muốn ngủ tiếp. Đau quá. Em trai, có chuyện gì vậy? Tay của em đau quá. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cái gì? Bị tấm thảm picnic cắn sao? Chúng tôi sẽ đến ngay. Đồ ăn và đồ chơi của bọn cháu đột ngột di chuyển ạ. Sau đó tấm thảm picnic đã cắn tay em của cháu ạ. Gà con, cháu bị thương ở đâu? Ở đây ạ, tay cháu đau lắm. Vậy là thật ư? Hả? Tấm thảm picnic di chuyển được và cắn người ư? Hả? Dừng lại! Hả? Nhưng đây là một tấm thảm bình thường thôi mà. Hả? Cẩn thận có kiến đấy. Hả? Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Nó đi mất rồi. Hả? Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? Ở đây cũng có. Có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Chúng đang đến đấy. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Cố lên nào. Giờ thì các người không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đấy, chạy nhanh. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng ta phải làm gì đấy? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Hồi quá. Babylon, chúng tôi đã bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đến ngay. Lối này. Giờ thì các người không bắt được ta nữa nha. Chúng ta đang thấp giặt xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn bóng cháu. Papillon luôn có cách. Bom thối. Đấy chẳng phải là tất của tôi à? Nó hơi quá. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gà em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Nhà sĩ không đáng sợ đâu. Bà ơi, con không muốn đi phòng khám nữa đâu. Không đi nhà sĩ không tiêm, không uống thuốc đâu. Nhưng nếu con không đi khám bác sĩ, cái răng sâu của con sẽ càng nặng hơn đấy. Lại thêm một đứa trẻ nữa sợ đi nha sĩ ư? Hãy đến với bác sĩ An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc. Răng tốt, sống khỏe. Thật à? Không tiêm, không uống thuốc ư? Nghe hay quá ba ơi. Chúng ta mà đến chỗ bác sĩ An để khám răng cho con đi. Các bạn đang tìm tôi hả? Wow, bác sĩ An. Ôi không, coi con, cháu bị sâu răng nặng thật đấy. Chúng cần phải được chữa trị ngay lập tức, nếu không vi khuẩn sâu răng sẽ ăn sạch răng của cháu đấy. Bác sĩ An, xin hãy chữa răng cho con trai tôi. Đi theo cô nào, đảm bảo không đau chút nào luôn. Chỉ có bệnh nhân mới được vào phòng thôi. Vậy sao? Nằm xuống đi nào. Đừng lo lắng, không lâu lắm đâu. Wow, răng của con ổn hơn rồi này. Nhưng con vẫn đau ba ơi. Tôi quên mất bước quan trọng nhất. Há miệng ra nào. Nó không còn đau nữa rồi. Cảm ơn bác sĩ An nhá. Bà hóa đơn đây. Cái gì cơ? Sao đắt vậy à? Không còn đau chỗ nào nữa. Sao vậy con yêu? Dâm con luôn. Hỏi con. Con yêu, con có sao không? Răng con lại đau nữa rồi. Lạ thật đấy, chúng ta vừa mới chữa ở chỗ bác sĩ An xong mà. Hả? Sao lại đau nhanh như vậy nhỉ? Bác sĩ An? Hả? Đây là Sơn mà. Chúng ta cần đưa cậu bé đến bệnh viện ngay. Con thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đi khám răng đúng là không đáng sợ chứ nào. Đúng vậy đấy. Vì thế nếu bị đau răng, hãy nhanh tới đây bác khám cho nhé. Với bố, bác sĩ An mà anh gặp trước đây là một tên lừa đảo. Từ giờ trở đi hãy cẩn thận hơn nhé. Chúng ta cần phải đi tìm bác sĩ giả mạo này ngay. Đã rõ. Hãy đến với bác sĩ chuyên khoa An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc, răng tốt, sống khỏe. Tôi chưa. Mọi người đừng chen lấn, lần lượt từng người một nào. Không thể tin được, cô ta đã lừa được rất nhiều người rồi. Dobby, đừng nóng vội. Cháu ơi, xin hãy chữa răng của bác, nó bị đau lâu lắm rồi. Tôi nữa. Mời đến đây trước mà. Nó đau quá, đau kinh khủng luôn. Xin hãy nhường đường. Một kẻ có tiền. Ôi không, tôi thấy quý ông đây bị đau nghiêm trọng lắm rồi đấy. Nào, hãy đi lại đây. Giờ mở miệng ra nào. Ôi quá. Ôi trời ơi, răng của anh bị sâu nghiêm trọng lắm. Cả cái răng đen xì luôn rồi. Không, đó là một miếng dao bị dắt vào răng do anh ấy vừa ăn bánh mì xong mà. Đúng thế rồi. Xin lỗi, chắc là do kính của tôi bị mờ. Giờ thì tôi nhìn thấy rõ lắm rồi. Ôi trời ơi, anh có rất nhiều chỗ sâu răng nặng khác nữa. Phải nhổ hết chỗ răng sâu ấy đi ngay. Nhổ tất sao? Thế thì tôi ăn thế nào? Anh có thể dùng bộ răng vàng này của bác sĩ An. Để tôi thử trước. Sao nó ngọt như vậy nhỉ? Hả? Đây không phải vàng. Hả? Bên trong là sô-cô-la mà. Hả? Cô không phải là nha sĩ, cô ta là kẻ lừa đảo. Hả? Lừa đảo? Chúng ta chính là tìm rồi. Các người là ai? Cảnh sát ư? Chúng tôi tóm được cô rồi, hãy mau đầu hàng đi. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Không bao giờ bắt được ta đâu nhá. Hả? Dám có tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng lo lắng hay sợ hãi nếu phải đi gặp nha sĩ khi bị đau răng. Chỉ có nha sĩ mới có thể giúp răng của bạn hết đau. Nếu không, nó sẽ trở nên càng tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều này nhé.